Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký ngày hôm nay phần 1. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, còn đúng một tuần lễ nữa. Ngày 10 tây tháng 9, tức là thứ ba tuần tới, sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên của ông Trump và Kamala Harris trên đài truyền hình ABC. Và trước cái cuộc tranh luận này thì phía Kamala Harris đã tìm đủ mọi cách đổi điều kiện rồi thay đổi này, quy tắc tùm lum hết. Nhưng mà cuối cùng thì đài ABC vẫn tuyên bố là duy trì tất cả những quy tắc đã được hai bên đồng ý từ trước, tức là từ thời của Joe Biden qua tới thời của Kamala Harris. Thì quý vị, do đó thì gần như là họ không có thay đổi được bất kỳ một điều kiện nào trong các cái điều kiện của cuộc tranh luận. Thứ nhất là sẽ tắt microphone. Một khi mà bên đây nói thì bên kia sẽ tắt microphone. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là trên cái podium thì chỉ có một cây viết, một mẫu giấy trắng và một chai nước, không có cái gì khác. Thứ ba là không có khán giả ở hiện trường. Tức là cuộc tranh luận này chỉ có hai người điều khiển chương trình và ông Trump với lại Kamala Harris mà thôi. Không có một bóng người nào được đứng trong sàn quay. Tất cả đều ngồi trong phòng và ở sau sân khấu. Không ai được bước ra để không có dấu hiệu ra hiệu gì cả. Tức là một cái hình thức tương tự như cuộc tranh luận ngày 27 tây tháng 6 vừa qua của ông Trump và Joe Biden. Thì quý vị, tất cả điều kiện đã được đặt ra và bây giờ thì phía Kamala Harris đã bắt đầu đánh lô tô. Đánh lô tô là vì sao? Là bởi vì thứ nhất là họ không có một bản kế hoạch nào hay một chiến lược kinh tế nào hay là chính sách đối ngoại nào. Nhất là trong thời gian gần đây đang bùng nổ những biến cố tại Trung Đông có thể dẫn tới một cuộc chiến lớn hơn. Do đó thì phía Kamala Harris vẫn duy trì theo cái đường hướng của Joe Biden là thúc đẩy một cái hiệp ước ngưng bắn, trao trả con tin. Đây là cách mà họ nói và bây giờ thì vẫn còn bế tắc, chưa giải quyết được. Chưa giải quyết được và chưa biết là từ đây cho tới cái ngày thứ ba tuần tới thì không biết còn xảy ra biến động gì nữa hay không. Thì quý vị, đây là một trong những vấn đề mà người ta đang quan tâm. Thứ hai, vấn đề kinh tế lạm phát. Đây là cái ưu tiên hàng đầu của các cử tri Hoa Kỳ. Thì quý vị, ông Trump đã có chiến lược, tôi đã giải thích hôm trước rồi. Thứ nhất là giảm thuế cho các công ty và các cá nhân. Thứ hai là ông sẽ lấy nền kinh tế chủ lực của quốc phòng làm nền kinh tế chủ lực trong giai đoạn trước mắt để thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ. Trong khi đó, Kamala Harris thì không có một bản kế hoạch nào trên tay. Dựa vào cái chính sách Bidenomics của Joe Biden bây giờ. Và cái Bidenomics này đã thất bại hoàn toàn. Trước đó thì họ gọi là Build Back Better. Nhưng kết quả của Build Back Better thì năm 2022 mức lạm phát lên tới 9.1%. Và tất cả mọi thứ đều tăng giá. Rồi bây giờ quý vị, họ đổi thành Bidenomics thì cũng không kéo nổi nền kinh tế. Tất cả người dân đều bị trở ngại trong vấn đề tài chính của họ. Do đó, năm nay có thể nói rằng cái vấn đề kinh tế là cái vấn đề quan trọng hàng đầu của các cử tri. Quý vị, Kamala Harris không có lấy một cái bản kế hoạch nào về kinh tế, ngoại trừ tuyên bố những cái mỹ dân là giảm thuế cho người nghèo, rồi đánh thuế các công ty thật nhiều. Đại khái như vậy, họ sẽ tăng thuế các công ty. Thì quý vị, đây là cái mà bà ta cho rằng là chủ lực và không có một cái nào kích thích kinh tế cả. Không có một cái chiến lược nào để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ. Giữa lúc mà nền kinh tế Hoa Kỳ đang phải đối diện với nhiều thách thức, thì quý vị, chúng ta đã thấy được những gì mà Kamala Harris có trên tay là những gì bà ta và ông Joe Biden đã thực hiện trong 3 năm rưỡi qua. Hoàn toàn thất bại. Do đó, cái đánh lô tô thứ nhất của Kamala Harris là không có lấy một bản kế hoạch, một chiến lược điều hành quốc gia. Chỉ là những lời hứa hảo, ma mị mà thôi. Và bên cạnh đó thì sẽ vẽ lên hình ảnh của ông Trump là nguy hiểm, đại khái như vậy. Bên cạnh chuyện này thì cái điều mà đám dân chủ lo ngại nhất là không giấu được cái đuôi của Kamala Harris. Bởi vì kể từ khi trở thành ứng cử viên tổng thống, Kamala Harris đã không có dám thúc đẩy mạnh những cái nghị trình cực tả mà bà ta đã làm trong quá khứ. Từ thời bà ta là công tố viên trở thành bộ trưởng tư pháp và thượng nghị sĩ trước khi trở thành nữ phó tổng thống. Thì quý vị, Kamala Harris là một kẻ thúc đẩy tất cả những nghị trình cực tả, mềm dẻo với tội phạm,
rồi thúc đẩy những chương trình về năng lượng xanh, rồi thúc đẩy về giá trị của công lý xã hội. Và tất cả những gì bà ta làm thì quý vị nhìn thấy rõ ràng là Kamala Harris là một kẻ cực tả. Nhưng trong lúc bà ta đi rally thì bà ta che giấu tất cả những cực tả này, bà ta lấy những cái ý tưởng của ông Trump để che lấp. Ví dụ là cái vụ mà no tax on tip. Rồi thứ hai là ông Trump tuyên bố không đánh thuế vào những người cao tuổi trong cái tiền an sinh xã hội, thì bà ta tuyên bố là không đánh thuế và giảm thuế cho những người lợi tức dưới 1.500 Mỹ Kim. Rồi quý vị, ông Trump trước đây tuyên bố là ông ngăn cản cái việc mà công ty thép của Nhật mua lại công ty thép của Hoa Kỳ lớn nhất ở Pittsburgh. Thì quý vị, trong ngày hôm qua rally, bà ta cũng ăn cắp ý tưởng này và nói rằng bà ta không đồng ý bán công ty thép của Hoa Kỳ cho công ty của Nhật. Gần như là bà ta ăn cắp ý tưởng của ông Trump. Không có một cái để mà bà ta xoa dịu và dùng ngôn ngữ ôn hòa để chứng minh cho cử tri thấy bà ta là một người moderate, tức là một kẻ ôn hòa, chứ không phải là một kẻ cực tả. Nhưng cuộc tranh luận sắp tới thì bà ta sẽ lòi cái đuôi. Điều mà đã nhân trợ chủ sợ nhất là bà ta lòi cái đuôi là thành phần cực tả đứng sau lưng bà ta, và bà ta là một người có khuynh hướng cực tả. Và chính điều này nó sẽ khiến cho bà ta bị mất phiếu. Do đó quý vị, bà ta cố gắng che giấu cái nghị trình cực tả của bà ta bằng những ngôn ngữ mà quý vị thấy là có vẻ như ôn hòa. Thì đây là cái mà Kamala Harris và đảng Dân Chủ lo nhất. Tại vì trong lúc đối chuyện, những câu hỏi của các xứ ngôn viên và những câu follow up nó sẽ làm cho bà ta lúng túng. Do đó quý vị, Kamala Harris đang nằm ở trong tình trạng đánh lô tô. Thứ nhất là không có kế hoạch. Thứ hai là sợ lòi ra tất cả những cái nghị trình cực tả nếu bà ta nắm ghế tổng thống, và đã chứng minh trong 3 năm rưỡi qua. Ngược lại, ông Trump thì đủ tự tin hơn. Ông Trump đủ tự tin hơn. Quý vị đã thấy được cái cuộc tranh luận của ông Trump và Joe Biden ngày 27 tháng 6 khiến cho Joe Biden bị lột trần truồng trước công chúng và dẫn tới tình trạng Joe Biden phải rút lui ra khỏi cuộc tranh cử. Và ông Trump gần như là không cần bất kỳ một giấy tờ nào, một chứng từ nào hay ghi một cái nốt nào cả. Và quý vị, ông đã có một cái thái độ rất trầm tĩnh. Và điều này cho thấy là ông Trump đã có đầy đủ kinh nghiệm trong các cuộc tranh luận tổng thống. Và lần này thì quý vị, ông có đầy đủ kinh nghiệm và tự tin hơn. Bởi vì quý vị, nếu mà đặt lên bàn cân, chúng ta sẽ thấy được cái tư thế của ông Trump nó khác biệt với tư thế của Kamala Harris. Ông Trump là một ông già 78 tuổi, muốn phục hưng đất nước. Còn bên kia, Kamala Harris 59 tuổi, đang có tham vọng trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ. Quý vị nhìn thấy cái mục đích của hai cuộc tranh cử, chúng ta đã thấy rõ ràng. Thứ hai, ông Trump có nhu cầu tranh cử hay không? Câu trả lời là không. Ông đã từng là tổng thống 45 của Hoa Kỳ. Chứ không phải ông chưa là tổng thống. Ông đã là tổng thống 45 của Hoa Kỳ rồi. Do đó cái tham vọng trở thành tổng thống lần nữa không phải là cái tham vọng của ông Trump. Trong khi đó, Kamala Harris đang ngồi ghế phó tổng thống và chưa bao giờ trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Cho nên lần này bà ta tìm đủ mọi cách để trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ. Nhìn vào cái tham vọng, nhìn vào mục tiêu tranh cử, chúng ta đã biết được là ai thắng ai thua. Một ông già 78 tuổi có thể bỏ đi chơi đánh golf mỗi ngày, an hưởng tuổi già với con cháu. Nhất là ông Trump là một tỷ phú nữa. Và ông là người có cái đam mê đánh golf. Thậm chí là đi rally cũng phải đánh golf nữa. Thì quý vị, ông Trump đâu cần thiết phải tái tranh cử trở lại. Ông có thể nhường cho bà Nikki Haley, Ron DeSantis hay là một số những người khác trẻ hơn mà. Tại sao ông Trump phải dấn thân thêm một lần nữa? Và phải vượt qua rất nhiều những chặng đường khó khăn. Thậm chí là đảng Dân Chủ mở tất cả chiến dịch tấn công ổng từ trái sang phải, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Từ vấn đề pháp lý cho tới vấn đề bôi nhọ tên tuổi của ổng bằng các cái ngôn ngữ, cho tới việc vu khống ổng là một kẻ nguy hiểm. Quý vị, họ tấn công bằng mọi ngõ ngách. Ổng có cần phải ra tái tranh cử để hứng chịu tất cả những điều này hay không? Câu trả lời là không. Ông Trump có thể 78 tuổi rồi, có thể ở nhà đi đánh góp mỗi ngày, bồng cháu và an hưởng tuổi già. Nhưng ổng phải dấn thân ra lần nữa là bởi vì ổng chứng kiến được những gì ổng để lại. Sau 4 năm làm tổng thống, Kamala Harris và Joe Biden đã phá tan tành tất cả những cái nền kinh tế ổng xây dựng,
đã phá tan tành tất cả những nỗ lực mà ông Trump đã xây dựng cho cái tư thế Hoa Kỳ ở chính sách đối ngoại. Và quý vị, do đó ông Trump phải bước ra lần thứ hai. Mặc dù đây là lần tranh cử thứ ba của ông, nhưng mà ông phải bước ra để tranh cử cái nhiệm kỳ thứ hai. Chúng ta nhìn vào tư thế là chúng ta thấy được rõ ràng ai thắng ai thua trong cuộc tranh luận này rồi. Tại vì mục tiêu tranh luận của hai bên khác nhau. Mục tiêu của một bên, ông già 78 tuổi muốn phục hưng đất nước và muốn cho đất nước tốt hơn. Còn một bên có tham vọng trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên. Thì quý vị, nội cái mục đích chúng ta đã thấy là ai chiếm thượng cơ trong cái cuộc tranh luận kỳ này rồi. Chưa kể, ông Trump rất đủ tự tin từ cái chuyện quá khứ cho tới cái chuyện gọi là hiện tại và trước mắt. Cho tới việc điều hành quốc gia, ông Trump có đủ tư thế đè bẹp cả Kamala Harris. 4 năm dưới thời của ông Trump không có một biến động chính trị. Không có một cái cuộc chiến đã bùng nổ. Và khi ông rời khỏi, ông đã để lại một cái nền kinh tế mặc dù bị đại dịch. Nhưng mà lạm phát chỉ ở mức 1.2. Giá dầu thô dưới 40 Mỹ kim. Và phân lời của mortgage là khoảng 3 chấm mấy. Trong khi đó quý vị, 3 năm rưỡi Kamala Harris và Joe Biden điều hành quốc gia thì chúng ta đã hứng hai cuộc chiến trên thế giới và sắp sửa manh nha có thêm những cuộc chiến mới. Rồi quý vị, nền kinh tế Hoa Kỳ trở nên bết bát hơn, mức lạm phát bây giờ trên 3%. Nếu mà nói 2022 là 9.1%, bây giờ là trên 3%, vẫn gấp đôi so với thời kỳ mà ông Trump giao lại chính quyền. Và giá dầu thô bây giờ là 80 Mỹ kim một thùng, gấp đôi so với lúc mà ông Trump buông chính quyền ra. Và quý vị, đời sống người dân Hoa Kỳ trở nên khó khăn hơn. Đây là lý do mà tại sao ông Trump phải quay trở lại. Ông Trump phải quay trở lại chính trường. Ông có thể đi chơi mà. Giống như tôi nói, 78 tuổi rồi. Cái tuổi an hưởng tuổi già, cái tuổi về hưu rồi. Nhưng ông vẫn tiếp tục ra tranh cử. Tại vì ông thấy được thứ nhất là cái sự đe dọa nguy hiểm của cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và cộng sản. Nó đang xâm nhập từng bước không những vào xã hội Hoa Kỳ. Mà ngay cả bên lập pháp của Hoa Kỳ và cái guồng máy của hành pháp đang từ từ bị các cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, cộng sản xâm nhập vào cái guồng máy này. Nó xâm nhập bằng đủ kiểu khác nhau. Và thứ hai là cái đất nước này dần dần đang bị transform. Họ đã transform đất nước này từ một nền kinh tế tư bản. Bây giờ đã mất đi cái dấu hiệu của kinh tế tư bản. Đang dần dần chuyển ra qua cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa hay là nền kinh tế của thế giới thứ ba. Nó là sự nguy hiểm của nước Mỹ. Và ông Trump muốn phục hồi cái giá trị của người Mỹ. Sự phục hồi đó quý vị thấy rất rõ ràng. Ai cũng tiếc nuối cái thời gian ông Trump cầm quyền. Và nếu hỏi sâu xa hơn, họ vẫn muốn quay trở lại cái thời của 80, của 70. Tức là cái thời mà nước Mỹ còn giữ được nhiều giá trị quan trọng. Nhưng bây giờ quý vị, những giá trị này đã biến mất rồi. Do đó, cái ông Trump muốn làm là phục hưng đất nước. Phục hưng tất cả những giá trị cần thiết cho nước Mỹ. Những giá trị làm nên nước Mỹ là một nước Mỹ vĩ đại. Những giá trị làm cho nước Mỹ trở thành lãnh đạo của thế giới và là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Bây giờ chúng ta bị đe dọa quá nhiều về quân sự, Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran. Về kinh tế, Trung Quốc là mối đe dọa của chúng ta. Trung Quốc là mối đe dọa uy hiếp tới nền kinh tế của Hoa Kỳ. Về tư thế, Trung Quốc đã chiếm tất cả những cái lá phiếu ở trên Liên Hiệp Quốc. Họ chiếm đông đảo phiếu hơn. Tức là Hoa Kỳ mất dần ảnh hưởng ở Liên Hiệp Quốc. Rồi quý vị, các khu vực là bây giờ Trung Quốc bắt đầu gây ảnh hưởng từ Trung Đông, Phi Châu, Á Châu. Trong thúc dưới thời của ông Trump, Bắc Kinh bị cô lập. Ông Trump mở cuộc chiến mậu dịch, đánh cho Tập Cận Bình má nhận không ra. Và khiến cho Trung Quốc phải ngồi xuống ký cái bản thảo Phase 1 với ông Trump. Tức là ông Trump có đủ tư thế để trấn áp được cái giấc mơ bành trướng của Trung Quốc. Ông Trump có khả năng dồn cả Kim Jong-un, Putin vào góc tường không quậy bỏ để ông rảnh tay đối phó với Trung Quốc. Trong thời đại của Joe Biden bây giờ và Kamala Harris, quý vị, Bắc Kinh đang có cái giấc mơ là xe điện họ tràn ngập thế giới. Tới mức mà Joe Biden phải đánh thuế lên tới 100% và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ phải đánh thuế 100% mặt hàng xe điện của Trung Quốc. Chứng tỏ là Bắc Kinh
đang lợi dụng cái giai đoạn Joe Biden và Kamala Harris đang cầm quyền. Họ tìm cách gọi là Make in China trên toàn thế giới. Họ đang nắm cái nguồn cung cấp trên toàn cầu. Và họ sẵn sàng uy hiếp toàn cầu. Đó quý vị thấy hôm trước khi mà Nhật tuyên bố giới hạn xuất cảng các cái phụ tùng về semiconductor và chip điện tử, Bắc Kinh tuyên bố trả đũa là họ sẽ giới hạn các nguyên liệu đối với Nhật Bản. Thì quý vị thấy Bắc Kinh đang là một cái mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Kamala Harris làm được gì để có thể ngăn ngừa và kềm chế Trung Quốc đây? Bà ta không có. Bà ta không có một kế hoạch nào cả. Bà ta chỉ dựa theo những cái gì quyết định của đồng minh. Mà quý vị, quyết định của đồng minh họ không dựa trên cái quyền lợi chung của khối đồng minh. Họ dựa trên quyền lợi của từng quốc gia. Từ Âu Châu qua Á Châu. Nhất là Âu Châu. Làm cách nào bà ta có thể thuyết phục được các quốc gia Âu Châu có thể cứng rắn với Trung Quốc? Kamala Harris không đủ khả năng này. Bà ta chỉ chạy theo hùa theo đám đông của Âu Châu mà thôi. 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, họ đưa ra quyết định, Hoa Kỳ chỉ có một phiếu. Thì quý vị, cuối cùng Kamala Harris không đủ khả năng có thể thuyết phục các đồng minh hay là thúc đẩy các đồng minh có một cái chiến lược đối phó với Trung Quốc. Tiềm năng đe dọa nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ bây giờ là Cộng sản Trung Quốc. Từ cái vấn đề ngoại giao, chính trị, kinh tế cho tới quân sự, Bắc Kinh đang có tham vọng vượt qua mặt Hoa Kỳ trước năm 2030. Quý vị, nếu đất nước mà nằm trong tay của Kamala Harris với Joe Biden bây giờ, chúng ta đã chứng kiến được Trung Quốc đã có mở rộng cái hệ thống độc tài toàn trị của họ như thế nào. Tổ chức BRICS chỉ có 5 quốc gia, bây giờ tăng lên 10 quốc gia và sắp sửa tăng lên mười mấy quốc gia. Nhiều quốc gia nộp đơn xin vào tổ chức BRICS. Tổ chức BRICS là của Nga và Trung Quốc lập ra để mà gọi là đối trọng với lại cái thế lực của Tây phương. Rõ ràng họ đang muốn viết lại cái trật tự trên toàn cầu. Cái trật tự đó viết theo quan điểm của Trung Quốc và của Nga. Và nếu Kamala Harris trở thành tổng thống thì chắc chắn Nga và Trung Quốc sẽ thu tóm tất cả những quốc gia và những phần còn lại trên thế giới và tạo ra một cái trật tự mới theo ý của họ. Và quý vị, Kamala Harris không đủ sức và không đủ khả năng để mà thực hiện các chính sách đối ngoại. Trong khi ngược lại, ông Trump đã tuyên bố rất nhiều lần. Ông Trump đã tuyên bố rất nhiều lần. Ông thắng cử, việc đầu tiên là ông chấm dứt cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Việc thứ hai, ông sẽ giúp cho Do Thái trấn áp những phần tử khủng bố cho tới nơi tới chốn. Và thứ ba là ông sẽ phong tỏa tất cả cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Và ông buộc NATO phải tăng ngân sách quốc phòng. Đây là những cái mà ông Trump đang làm, đã làm và chuẩn bị làm thêm. Trong 4 năm ông làm, ông ngồi ghế tổng thống, ông đã làm rồi. Và quý vị, bây giờ ông sẽ tiếp tục với một cái đường hướng chắc chắn hơn. Chúng ta ngồi mà xem cuộc tranh luận, nếu mà đi theo cái chiều hướng này, Kamala Harris làm sao có cửa thắng ông Trump? Làm sao có cửa tranh luận với ông Trump này? Do đó bà ta chỉ một là cười hề hề, còn hai là Trump là một kẻ nguy hiểm, Trump là một kẻ độc tài, Trump là một kẻ phát xít, Trump là một kẻ phân biệt chủng tộc, Trump là một tên hiếp dâm, Trump là một tên tội phạm. Bà ta chỉ có những ngôn ngữ này thôi. Bà ta không có bất kỳ một cái chính sách nào cho thấy rõ ràng là cái chính sách đó đối trọng với ông Trump. Thậm chí còn ăn cắp ý tưởng của ông Trump. Thì quý vị, do đó cuộc tranh luận của ngày 10 tháng 9 sắp tới đây, tức là thứ ba tuần tới, chúng ta đưa lên bàn cân. Là chúng ta thấy rõ rồi. Thì đài ABC mà có giúp Kamala Harris đi nữa thì nó chỉ đào lại những chuyện quá khứ thôi. Đào lại những cái tuyên bố trước đây của ông Trump. Đào lại những cái tuyên bố trước đây của Kamala Harris để tạo cơ hội cho Kamala Harris tấn công ông Trump thôi. Chứ ABC không hỏi tới những cái vấn đề điều hành quốc gia trong 4 năm tới như thế nào. Giải quyết những cái thách thức trước mắt như thế nào. Giải quyết những cuộc xung đột trên thế giới như thế nào. Chưa chắc họ sẽ lướt qua những câu hỏi này. Hoặc là hỏi chiếu lệ không follow up. Tại vì họ biết đây là thế mạnh của ông Trump. Họ biết đây là thế mạnh của ông Trump cho nên họ sẽ không hỏi nhiều về những cái sắp tới. Mà họ sẽ đào ngược lại quá khứ từ cái vụ 6 Tây tháng 1 cho tới cái vụ những cái vụ pháp lý của ông Trump. Rồi những cái lời tuyên bố của ông Trump trước đây. Họ đào lại những cái này nhiều hơn. Trong cuộc tranh luận lần đầu tiên. Đây là cách mà đài ABC ngầm giúp cho Kamala Harris. Rồi họ tạo ra một cái hệ thống fact check
để mà đả kích ông Trump. Đây là cách họ làm. Đây là cách họ làm, tức là họ biết được những quy tắc đã được đồng ý từ thời của CNN. Thì bây giờ họ tuân thủ những quy tắc này. Nhưng những câu hỏi đặt ra sẽ là những topic nào? Và mỗi một topic là được bao nhiêu? Cuộc tranh luận này là dài 90 phút. Thì cái phần quá khứ sẽ chiếm bao nhiêu phút? Cái phần hiện tại chiếm bao nhiêu phút? Và cái phần tương lai điều hành quốc gia chiếm bao nhiêu phút? Họ sẽ nhấn mạnh vào cái lợi thế của Kamala Harris, nào là vấn đề chăm sóc sức khỏe cho toàn dân, nào là quyền của phụ nữ, quyền phá thai, nào là quyền của giới đồng tính. Thì quý vị, mỗi một topic họ đặt ra, họ không nhấn mạnh tới tất cả những cái điều tầm quan trọng của nước Mỹ. Đối nội và đối ngoại. Đối nội là kinh tế trên hết. Đối ngoại làm sao chấm dứt các cuộc chiến và các cuộc xung đột. Họ sẽ không đào vào chuyện này. Họ hỏi chiếu lệ thôi. Rồi họ sẽ đào sâu vào cái vấn đề của quyền phụ nữ phá thai. Họ sẽ đào sâu về cái gọi là medical for all, tức là chăm sóc y tế cho toàn dân. Họ sẽ đào sâu những cái này nhiều hơn. Đây là cách mà tôi nghĩ rằng ABC sẽ làm để giúp cho Kamala Harris. Tức là họ tránh những cái sở trường của ông Trump. Và họ chọn cái sở trường của Kamala Harris về công lý xã hội và môi trường. Và họ sẽ đào những vấn đề nào sâu hơn. Do đó tôi nói quý vị, 90 phút này chúng ta không biết được là đài ABC sẽ đưa những topic nào. Họ sẽ đưa đầy đủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, có những topic họ lướt, họ hỏi cho chiếu lệ thôi. Và có những topic họ giúp cho Kamala Harris bằng cách họ đào sâu vào đó để cho bà ta nói nhiều hơn. Và ông Trump không phản pháo được. Đây là cách mà đài ABC sẽ làm. Nó khác với đài CNN. Nó khác với đài CNN. Về cái trọng tâm câu hỏi, về quy tắc của cuộc tranh luận thì giống nhau. Nhưng cách thức đưa câu hỏi, đặt câu hỏi sẽ như thế nào? Họ có sẵn sàng đào sâu tất cả những cái chính sách của Kamala Harris hay không? Họ có vạch ra những thất bại của Kamala Harris và Joe Biden hay không? Ví dụ, họ nói rằng, ô, quý vị nói là Trump thất bại. Nhưng mà lúc mà Trump rời khỏi ghế tổng thống, lạm phát là 1.2. Còn bây giờ lạm phát là 3 chấm. Bà giải thích làm sao? Đó, những câu hỏi đó làm sao họ dám đào sâu vô? Lúc Donald Trump rời khỏi ghế tổng thống, giá dầu thô là chưa tới 40 Mỹ Kim. Còn bây giờ giá dầu thô tăng gấp đôi, 80 Mỹ Kim. Bà giải thích làm sao? Lúc Donald Trump rời khỏi ghế tổng thống, không có cuộc chiến nào bùng nổ. Còn bây giờ hai cuộc chiến bùng nổ. Họ có nhấn mạnh những trọng tâm này hay không? Họ có nhấn mạnh những trọng tâm này hay không? Hay họ chỉ lướt qua những câu hỏi này? Rồi cái họ nhấn mạnh vào vấn đề medical for all, rồi vấn đề gọi là chăm sóc, gọi là quyền của phụ nữ về phá thai. Mặc dù về phá thai, ông Trump nói rất rõ ràng. Ông không đi cực đoan giống như một số người. Ông nói rằng quyền phá thai được trả về cho từng tiểu bang. Có những trường hợp cần thiết phải phá thai, nhưng đa số các trường hợp còn lại phải duy trì sự sống. Thì cái đó là quan điểm của ông Trump. Thì họ sẽ dí vào chuyện đó. Rồi quý vị, Kamala Harris từng là công tố viên, nhưng bây giờ mức độ tội ác ở nước Mỹ này tăng cao nhất. Rồi di dân bất hợp pháp. Và sự thất bại của bà ta khi mà không thỏa hiệp được để ngăn chặn nạn làn sóng di dân nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Họ có đào những cái chuyện này không? Không. Họ chỉ hỏi lướt thôi. Họ đào sâu là để giúp cho Kamala Harris. Thì quý vị, do đó lần này thì cuộc tranh luận này, tôi cho rằng dù có sự giúp đỡ của ABC, Kamala Harris vẫn phải một mình đối đầu với ông Trump. Và cái lo ngại nhất là không có kế hoạch trên tay. Thứ hai, lòi ra bản chất của bà ta là một kẻ cực tả, extreme left. Bà ta đi những nghị trình cực tả vô cùng. Đây là cái mà tôi nói quý vị là sẽ lòi ra, mặc dù trong cái ngôn ngữ một tháng qua, bà ta nói rằng, ô, bà ta không cấm dầu đá phiến, bà ta không có làm những cái điều mà gọi là thúc đẩy cái nghị trình cực tả. Nhưng trong những năm qua và lúc bà ta tranh cử, chúng ta đều chứng kiến tất cả những lời phát biểu của bà ta. Thậm chí bà ta còn bỏ tiền bail những tên tội phạm ra trong cái biến cố của năm 2020. Bà ta đòi defund luôn cảnh sát.
Thì quý vị, đây là những cái bà ta đã làm trong quá khứ. Và bây giờ thì quý vị, chúng ta đang chứng kiến cái cuộc tranh luận sắp tới, Kamala Harris sẽ được giúp đỡ như thế nào. Nhưng dù có giúp đỡ đi nữa thì tôi nói quý vị, khán giả là những người và cử tri là những người họ biết phân tích. Họ lắng nghe câu hỏi của ABC. Họ lắng nghe sự đào sâu, tức là follow up của ABC. Họ sẽ biết được như thế nào. Họ sẽ biết được như thế nào. Và đương nhiên quý vị, sau cuộc tranh luận này thì cái mạng lưới tuyên truyền của đảng Dân Chủ thông qua các cái đài truyền thông và một số những cái tổ chức thăm dò có chủ ý, nó sẽ bơm lên, nó Kamala Harris thắng điểm, nhờ có thêm điểm nhờ tranh luận với ông Trump. Quý vị, đây là cách mà họ sẽ làm sau cuộc tranh luận ngày 10 tây tháng 9. Nhưng mà giống như tôi nói, tất cả những cái trò gọi là bao bì này, những cái trò sơn đông mây vỏ này, nó sẽ rơi rụng hết. Tại vì cuối cùng cử tri và người dân nhìn vào tất cả thực tế để chọn lá phiếu và để chọn xem ai sẽ là người lãnh đạo kế tiếp. Bởi vì họ tin tưởng ông Trump trong vấn đề kinh tế hơn. Họ tin tưởng ông Trump trong chính sách đối ngoại hơn. Đây là những gì mà cử tri Hoa Kỳ cảm nhận được. Và ông Trump là người có thể giúp vượt nền kinh tế quay trở lại ít nhất là một cái thời kỳ tốt hơn so với bây giờ. Do đó quý vị, lần này Kamala Harris đang đánh lô tô. Bởi vì bà ta không có một kế hoạch nào giải quyết nền kinh tế. Bà ta không có một kế hoạch nào giải quyết các cuộc xung đột. Và bà ta cũng không có một kế hoạch nào để thúc đẩy nền kinh tế. Đây là cái mà tôi nói là cả người dân Hoa Kỳ đang quan tâm đây. Trong khi đó ông Trump vẫn thúc đẩy rất là nhiều. Ông buộc NATO bây giờ là phải 3% trong tổng ngân sách quốc phòng. Thì quý vị, nội những cái này chúng ta nhìn, chúng ta phân tích kỹ, chúng ta sẽ thấy được ai là người đủ bản lãnh, ai là người chiến thắng thật sự trong cuộc tranh luận và ai là người đủ bản lãnh trở thành lãnh đạo kế tiếp của nước Mỹ. Nếu chúng ta phân tích kỹ từng câu trả lời, từng cách đặt câu hỏi của ABC và cái lập trường của ông Trump cũng như Kamala Harris, chúng ta sẽ có được cái câu trả lời cho chính mình, không bị lôi kéo bởi đám truyền thông. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.